Một đời sống khỏe là mục tiêu mà tất cả mọi người đều muốn hướng đến. Đó cũng là thông điệp của Ngày hội California Fitness Festival 2023 diễn ra vào hôm qua tại công viên Bravo Metropole Thủ Thiêm. Mời quý vị cùng cảm nhận lại nguồn năng lượng tích cực đó qua ghi nhận của nhóm phóng viên HTV. Namaste. Hít thở. Lắng nghe cơ thể, tăng cường khả năng trao đổi chất, cải thiện độ dẻo dai cùng Hatha Yoga và sạc đầy năng lượng, hướng tới một tinh thần hứng khởi, tươi vui với yoga cười. Còn gì tuyệt vời hơn để bắt đầu một ngày mới căng tràn sức sống? Mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Cô tập yoga là hơn 10 năm nay rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cái yoga ở ngoài trời, cũng như là yoga cười thì nó tràn đầy năng lượng. Nói chung là một ngày rất chi là tuyệt. Vừa rồi chỉ mới là khởi động thôi. Một ngày tràn đầy năng lượng của chúng ta sẽ tiếp tục với môn tập sôi động cùng âm nhạc Zumba. Tôi đã tập Zumba được 15 năm. Đây là bộ môn lan tỏa niềm vui. Âm nhạc đã kết nối tất cả. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động thú vị như vậy trong tương lai. Tiếp theo sau những vũ điệu Latin sôi động của Zumba, cũng là một môn tập cùng nhạc nhưng kết hợp với các động tác võ mạnh mẽ, body combat. Đây cũng là lần đầu tiên những người yêu thích bộ môn Group X này được trải nghiệm tập luyện cùng đại sứ toàn cầu của Les Mills, một trong những nhà cung cấp biên đạo các chương trình thể hình tổng hợp hàng đầu thế giới. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và cảm nhận rõ tình yêu tập luyện và năng lượng tích cực tại đây. Thời tiết ở đây phải nói rằng rất nóng, nhưng tinh thần của tất cả còn cháy hơn. Để hoàn thành một tiếng luyện tập với các bài tập cường độ cao không hề dễ dàng, nhưng các bạn đã làm xuất sắc, bùng nổ và truyền ngược năng lượng lại cho những huấn luyện viên như chúng tôi. Hôm nay em cảm thấy rất là vui, tập với tất cả mọi người rất là đông, huấn luyện được chỉ ở trên mà một cái người mà từ thế giới về nữa, làm cho cái tinh thần thể thao của mình được tăng lên. Mình sẽ tập luyện nhiều hơn để mình có một cái sức khỏe tốt. Tinh thần tập luyện của hàng ngàn người tham dự sự kiện tiếp tục được đẩy lên cao với đường chạy bong bóng cự ly 5 km lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Mình cảm thấy xung quanh mình toàn là những bạn có cái năng lượng tích cực và mình muốn là mình tích cực hơn cho cuộc sống. Một đời sống khỏe. All Star Fight, giải đấu võ thuật đỉnh cao giữa những võ sĩ hàng đầu trong làng Muay và Kickboxing Việt Nam tranh tài với những võ sĩ hàng đầu châu Á, diễn ra ngoài trời với thiết kế ấn tượng từ sân khấu đến sàn đấu, mang đến cho khán giả những trải nghiệm đặc biệt. Chưa đầy 30 giây nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Sôi động. Em rất là phấn khích, vui vẻ luôn. Kiểu tới đây được giải tỏa hết những cái áp lực hàng ngày đi làm nữa. Chị này cũng là lần đầu tiên mà tụi em được xem luôn á, cho nên là có nhiều cái tụi em cảm thấy rất là gọi là bất ngờ, bị bất ngờ á. Nó rất là gây cấn và thể hiện được nhiều kinh nghiệm của người đấu ạ. Chương trình võ thuật kết hợp âm nhạc đỉnh cao All Star Fight do California Fitness and Yoga phối hợp cùng Liên đoàn Muay Thành phố Hồ Chí Minh và Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã tạo nên một đêm võ thuật đỉnh cao của 12 võ sĩ, phô diễn hết những tinh hoa võ thuật và truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn cho khán giả về một đời sống khỏe được xây dựng trên nền tảng vận động, niềm vui, dinh dưỡng và kết nối. Có một đời sống khỏe là phải có tinh thần thoải mái trước, rồi sau đó mình mới chuyên tâm tới tập luyện, tinh thần thoải mái thì tất cả mọi thứ đều được tốt. Trận đấu tranh đài World Champion IBCC giữa Nguyễn Trần Duy Nhất và võ sĩ người Thái Lan Chai Wat Sung Noi là sự kiện chính của đêm võ, diễn ra đầy hào hứng khi hai võ sĩ ngang tài nhau. Mình không nghĩ là ở đây là Việt Nam, tại vì cái lượng khán giả hâm mộ các võ sĩ của Việt Nam và các võ sĩ quốc tế đến xem thi đấu quá đông. Em mong muốn rằng không chỉ lần này mà sẽ có nhiều lần tới nữa để cho còn rất là nhiều võ sĩ của Việt Nam của mình được muốn thể hiện. Và bên cạnh đó thì những cái sân chơi như vậy sẽ tạo được cái sự gần gũi giữa vận động viên và khán giả. Bên vận động viên sẽ cảm thấy an ủi bởi vì khán giả rất là nhiệt tình và đó nó sẽ là một cái động lực cho vận động viên Việt Nam mình tiếp tục tập luyện và tiếp tục cống hiến. Đêm võ All Star Fight và chương trình lễ hội thể chất California Fitness Festival đã truyền cảm hứng để mọi người càng bứt phá bản thân, cùng nhau tận hưởng niềm vui sống khỏe mỗi ngày.